Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay, nội dung giải trí của chúng ta đó chính là nguồn gốc của một con Titan phóng xạ cực kỳ độc ác và rất thông minh. Nó đã từng giết chết con của Godzilla và trở thành kẻ thù khát máu không đội trời chung với lại thằng làng phóng xạ của chúng ta. Vâng, đó chính là Destroyer. Trước khi trở thành một con quái vật khổng lồ thì Destroyer là những cái con giáp xác vô cùng nhỏ bé. Lúc bấy giờ, bọn chúng cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác, hoàn toàn bình thường. Cho đến khi trái đất của chúng ta nhận lấy một quả bom hóa học từ ngoài không gian và rồi làm thay đổi tất cả mọi thứ. Rất nhiều sinh vật đã biến đổi, trong đó có cái lũ giáp xác này. Bọn chúng đã kết gắn và kết hợp với nhau, tạo thành một con giáp xác khổng lồ. Và đây cũng là tiền đề cơ thể hình dạng đầu tiên của quái vật Destroyer sau này sẽ trở thành kẻ thù của Godzilla. Sau khi hợp thể và biến đổi thành cái hình dạng như vậy thì con giáp xác trở nên rất thông minh. Nó biết rằng cái nguồn năng lượng hóa học từ bom kia đã giúp cho nó thay đổi, giúp cho nó trở nên to hơn. Nó cũng quyết định di chuyển tới đó để xem chuyện gì xảy ra, xem có nguồn năng lượng nào để nó hấp thụ hay không. Trên đường đi, nó thấy rất nhiều động vật khác cũng đã bị biến đổi nhờ cái bơm hóa chất đó. Trên người của những sinh vật khác lúc này cũng chứa một hàm lượng phóng xạ, hàm lượng hóa học rất cao. Thế là nó cũng quyết định tấn công và hút lấy nguồn năng lượng, ăn thịt những sinh vật mà nó thấy trên đường. Cái con giáp xác này ra tay một cách rất tàn độc. Nó lợi dụng cơ thể rắn chắc của mình, cạp tứ lung tung các sinh vật khác, đặc biệt là cạp vào nách. Và một con khủng long rất là hôi nách, nhưng không thể nào thoát khỏi miệng của nó. What the hell? Cứ như thế, nó lại tiếp tục di chuyển theo cái hướng mà cái quả bom hóa học kia đã phát nổ. Trên đường, nó đã ăn thịt rất rất nhiều sinh vật. Những con khủng long tội nghiệp cũng đã bị nó cắn xé, hút máu, ăn thịt, hút lấy năng lượng. Dần dần, trong người của con giáp xác khổng lồ này, một nguồn năng lượng hóa học được tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, khiến cho cơ thể của nó càng ngày càng to ra. Và nó đã thay đổi hình dạng, không còn là một con giáp xác bò sát mặt đất nữa. Cơ thể của nó to ra, nó bắt đầu mọc tứ chi và nâng thân mình lên khỏi mặt đất. Nhưng mà da của nó vẫn là một cái lớp giáp xác rất chắc chắn. Nó lại tiếp tục lên đường và bơi qua một khu vực hồ nước. Không giống như các loài sinh vật khác, khi bị nhiễm chất hóa học thì cái lũ sinh vật khác chỉ biết đi tìm sinh vật cái, đánh nhau rồi giành ăn mà thôi. Còn riêng cái con động vật giáp xác kỳ lạ này, nó cực kỳ thông minh. Càng tiến hóa thì đầu óc của nó càng vượt xa. Nó biết rằng cần phải nâng cấp cơ thể của mình, cần phải hấp thu nguồn năng lượng để trở thành bá chủ tại khu rừng này. Lúc đó nó sẽ không sợ loài nào nữa. Tất cả quái vật đều phải phục tùng dưới chân của nó. Và những con quái vật cái sẽ cua nó, tán tỉnh nó. Nó không cần phải cua gái, gái sẽ chủ động cua nó mà thôi. Sau khi vượt qua cái hồ, nó lại tới một khu vực đất liền. Nơi đây xuất hiện những con rồng nhiễm chất phóng xạ vô cùng mạnh. Lũ rồng này trong miệng phun ra lửa rất nóng, có thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào yếu yếu gần bọn chúng. Tuy nhiên thì cái con động vật giáp xác tiến hóa của chúng ta đã tiếp cận lấy những con rồng này, cắn vào người của bọn chúng. Đặc biệt là con quái vật giáp xác, hồi đó giờ nó chưa biết xúc miệng là gì, nên miệng nó cực kỳ hôi và nước miếng của nó cực kỳ độc, cũng đã truyền và lây qua vết cắn cho những con rồng, khiến những con rồng không thể nào sống sót được. Sau khi diệt hết lũ rồng hóa chất kia, nó lại tiến thẳng và bắt gặp được một người mọc nhân rất kỳ lạ. Chắc có lẽ là một cái cây, nhưng nhiễm chất hóa học khiến cho cái cây này động đậy giống như một con người vậy. Nó cũng nhanh chóng vồ lấy cái cây này, cắn thật nhiều, xé xác và hút sạch nguồn năng lượng của cái cây. Nó cũng đã ăn rất nhiều sinh vật, và kể cả cái cây này cũng đã giúp nó nguồn năng lượng hóa chất bên trong lại tiếp tục tăng. Và cơ thể của nó đã bắt đầu tổng hợp, lại tiếp tục thay đổi hình dạng. Wow, bây giờ trong cơ thể của nó thật kỳ lạ, hơi hơi giống như con rồng, nhưng mà thân thể của nó vẫn là giáp xác. Lúc này nó tiếp tục đi, càng tiến gần nơi mà cái bơm hóa chất kia phát nổ thì xuất hiện những sinh vật càng to lớn, càng nhiễm hóa chất nặng hơn. Điều này cũng đã khiến cho con rồng giáp xác rất là thích thú. Giờ thì nó lại bắt gặp những con sâu lúc trước rất nhỏ bé, chẳng ai nhìn thấy. Bây giờ
to giống như là quả núi vậy. Ôi trời đất ơi, sau này mà chiên giòn chấm với nước mắm ăn vô thì thôi, đau bụng chạy không kịp luôn đó. Nhưng mà đối với con rồng giáp sát thì lũ sâu này là nguồn thịt cung cấp năng lượng và rất là khói vị cho nó. Nó cũng lập tức bay tới cắn xé xác lũ sâu. Còn về phía lũ sâu khổng lồ kia, bọn chúng mặc dù to xác nhưng mà óc như trái nho vậy các bạn à. Lũ sâu đó lúc trước bọn chúng chỉ biết ăn ngủ ị. Khi to bự rồi thì bọn chúng cũng biết ngủ ị ăn thôi, chẳng biết đi đánh nhau, chẳng biết đi cua gái, chẳng biết phòng chống kẻ thù gì cả. Cuối cùng thì cũng đã bị con rồng giáp xác của chúng ta xé xác và ăn thịt từng con từng con. A few moments later. Trải qua vài tiếng đồng hồ đi đường thì chú rồng giáp xác cũng dễ dàng ăn thịt và nuốt chửng cái lũ sâu khổng lồ kia. Cũng đã cung cấp nguồn năng lượng hóa học cho chú ấy rất lớn, khiến cho chú ấy lại tiếp tục thay đổi. Wow, gì vậy nè? Một con rồng giáp xác có thể bay khỏi mặt đất hay sao? Thật là đẹp và ngầu quá đi, giống như là một con rồng thần tiên vậy. Nhưng mà có điều, con quái vật Dittorager ở cái hình dạng chưa tiến hóa hoàn toàn này có cái cánh màu tím hồng phấn, nhìn nó hơi bê bê, liệu cái quá đi à. Thôi không sao, nó lại tiếp tục lên đường. Và nó đã bắt gặp những con quái vật thật kinh thiên động địa. Những con thằn lằn phóng xạ con, chính xác hơn đó chính là con của Godzilla. Những con thằn lằn phóng xạ con này không hề đơn giản như những con sâu óc như chi nhỏ hồi nãy. Bọn chúng rất dữ tợn, khi thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện nơi đây, bọn chúng đều muốn xé xác và ăn thịt. Chú rồng giáp xác của chúng ta cũng nhanh chóng né những đòn phóng hơi nguyên tử của bọn chúng và cố gắng áp sát vào những con Godzilla con này và dùng móng vuốt, dùng cái hơi thở mỏ thối của mình thổi cho bọn chúng chết chơi. Nhưng mà dường như rất là khó khăn. Con rồng giáp xác với màu hồng phấn hơi bê đê một chút của chúng ta cũng nhanh chóng bay lên cao để quan sát tình hình, và nó phát hiện được nhiều hơn một đứa con của Godzilla. Rất là nhiều con thằn lằn con phóng xạ này tập trung tại nơi đây. Nó cũng đã quăng và cho bọn chúng tập trung lại một điểm để bọn chúng có thể đánh nhầm vào nhau, tạo ra một cái lớp sương mù phóng xạ. Không, nó sẽ lẻn vào cắn từng con từng con. Lần này thì con rồng giáp xác của chúng ta nó chơi hơi khốn nạn một tí. Nó không đè vô nách của những con mồi của mình nó cắn nữa, mà nó đè xuống cái phía dưới chỗ nhạy cảm của những con thằn lằn phóng xạ, và nó cắn khiến cho lũ thằn lằn phóng xạ dù có mạnh mẽ cấp mấy thì cũng chịu không nổi, lằn đùng ra ngấm cù tèo. Biết được điểm yếu của những con thằn lằn con, nó cũng đã thừa thắng xông lên, cứ nhắm vào chỗ trái ớt của mấy con thằn lằn tội nghiệp kia, và nó cứ cắn, nó cứ cạp. Lũ thằn lằn con cũng chết dần từng con. Một nguồn năng lượng phóng xạ của mỗi con thằn lằn con cũng đã cung cấp cho nó rất dồi dào. Và vì cái điều này nó giết chết con của Godzilla, nên sau này giữa nó, quái vật Dittorager cũng đã gây thù chuốc oán với Godzilla. Quay trở lại với trận chiến giữa cái con quái vật của chúng ta với lũ con của Godzilla, nó cũng đã tiêu diệt hết lũ thằn lằn con và tổng hợp một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, khiến cho nó thăng cấp và tiến hóa tới cái hình dạng mạnh nhất, kích cỡ to nhất và khủng khiếp nhất. Đó chính là quái vật Dittorager. Wow, bây giờ thì nó đã trở thành một Titan khủng khiếp rồi. Người của nó đầy hóa chất và những cái lớp da của nó rất chắc chắn, được cấu thành bởi những loài giáp xác kết hợp với nhau. Nó lại tiếp tục tiến gần và tới sát quả bom hóa học rơi từ ngoài trái đất vào. Tuy nhiên, nó đã bắt gặp một con quái vật cũng đứng sát và hấp thụ nguồn năng lượng từ quả bom hóa chất kia. Không ai khác, chính là con Godzilla. Và toàn bộ sự thật của câu chuyện ngày hôm nay cũng đã được giải đáp. Thì ra, loài người muốn tiêu diệt Godzilla nên đã chế tạo ra một quả bom hóa học oxygen. Sau đó, quay ngược thời gian trở về thời tiền sử và thả vào bom để muốn giết chết con Godzilla. Nhưng thật không ngờ, Godzilla chẳng sao cả, con hấp thụ quả bom hóa học này. Tuy nhiên, một điều không hay đã xảy ra. Quả bom này vô tình đã hình thành nên sinh vật giáp xác khổng lồ, quái vật Dittorager chết chóc. Nó cũng đã bắt gặp và đối mặt với lại Godzilla, và nó muốn giết chết chú thằn lằn phóng xạ để muốn trở thành chúa tể của khu vực này và hấp thụ toàn bộ năng lượng của quả bom hóa học.
vẫn chưa nguội kia. Còn về phía Godzilla, nó đối mặt với kẻ giết chết những sản phẩm vui chơi của mình. À không phải, giết chết những đứa con thân yêu của mình. Nó cũng đã điên tiết và muốn bầm quái vật Ditoror ra làm đôi. Tuy nhiên, Godzilla vừa trải qua một cuộc chấn động và chịu sát thương từ bom hóa học kia, khiến cho Godzilla yếu đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, con quái vật giáp sát kia cũng thừa thắng xông lên, tấn công và cắn nhiều phát vào người của Godzilla. Cuối cùng, con quái vật khủng khiếp giáp sát hình rồng này cũng đã chiến thắng. Nhưng mà nó vẫn không hề biết rằng Godzilla vẫn còn một đứa con chạy thoát và còn sống.